mình chuẩn bị sữa nha.
tím á. Tiệm qua mới xài đâu, tiệm qua mới xài đâu, qua xài quá rồi, tiệm qua rồi để đâu được không rồi, qua dễ em xui con rồi. Nhúng nước luôn. Nhúng rồi con dắt chi vậy? Nhúng rồi con dắt. Nước gì nữa phải có nước nó mới ăn, đâu phải giống nước gì.
ướt quá, ướt thì ướt quá, khô thì khô quá. Không mình lắm nha Khang. Không mình lắm. Di chuyển hơn nữa.
5 phút sau xong. Bây giờ con miễn giờ cho nó khô hết. Rồi cái xong. Giờ mấy lần cuối thì mất luôn á, cái sữa là mất luôn á.